Xin chào bác, quay trở lại với kênh chia xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp Trek Pilot 1.0, mẫu xe được trang bị full bộ chuyển động, bộ group Shimano Tiagra, kính nhôm nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Lớp sơn chủ đạo của chiếc xe hôm nay nhập về là màu đen, rất là đẹp. Chiếc xe này là phiên bản phục vụ cho giải đấu tour phăng như các bác hay chơi xe hay là tìm hiểu về xe đạp thì cũng biết đây là cái giải đấu lớn nhất thế giới về xe đạp. Đây là chiếc xe đã từng phục vụ cho cái giải đấu này. Trek Pilot 1.0 trang bị bộ chuyển động full Shimano Tiagra. Yên bon chế gư carbon, càng cũng là bon chế gư carbon. Thương hiệu Trek quen thuộc với các bác chơi xe, luôn cho ra đời những chiếc xe đẳng cấp nhất thế giới. Phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị bộ cổ phút ghi đông cũng nguyên bản con chơi gư, có phanh phụ để khi chúng ta di chuyển cái thế đua lâu quá thì có thể về cái thế phanh phụ này để đi sử dụng như một chiếc touring ghế nghỉ. Xe được trang bị bộ tay lắc từ Shimano Soza, nên là 9 tầng và đây là 3 tầng, tương đương với 3 tầng lip, 3 tầng đĩa và 9 tầng lip. Chúng sẽ có 27 tầng khác nhau. Và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cục yên là 53 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe vào đâu bác từ khoảng 1m65-66 đến khoảng 1m75-76 thì phù hợp. Xe thì như có thể trên hình cực kỳ là mượt mà. Bước vào giá bán của chiếc xe, bên em đã bán mức giá là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả là nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.